Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô phở đắt nhất Việt Nam lên báo Mỹ. Mới đây ngày 30 tháng 8 năm 2023, báo CNN Travel có bài viết chia sẻ về tô phở được mô tả là đắt đỏ nhất Việt Nam. Hình ảnh bài báo trên CNN. Ngay ở phần giới thiệu, bài báo khẳng định đây không phải là tô phở thông thường bởi được làm từ những nguyên liệu cao cấp như thịt bò Wagyu, nấm kim cương truffle, gan ngỗng có phủ lớp vàng lá ăn được. Món ăn còn được thêm mỡ vịt để tăng thêm độ đậm đà. Một trong những thứ quan trọng nhất làm nên hương vị của bát phở là nước dùng được nấu chậm trong 48 tiếng. Chi phí của bát phở đặc biệt này có giá 170 USD, khoảng 4,1 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, chỉ 5 bát được phục vụ mỗi ngày. Chia sẻ về phiên bản mới lạ, ông Lê Trung, bếp trưởng điều hành nhà hàng Oriental Bird ở Sài Gòn cho rằng Phở vốn là món ăn truyền thống của người Việt, có thể ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Qua đây, bếp trưởng muốn thể hiện sự kính trọng với phiên bản sang trọng. Được biết món phở đắt đỏ phục vụ tại nhà hàng tòa lạc ở đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nhà hàng này bên trong tòa nhà chọc trời Vinpearl Landmark 81 của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dù món ăn dùng nhiều nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, nhưng bếp trưởng Trung nói với CNN Travel rằng anh vẫn tuân thủ cách nấu truyền thống nên nhẹ xương tủy và đuôi bò dùng các gia vị quế hồi để tạo ra hương vị phong phú tuyệt vời chúng tôi cố gắng nâng cao hương vị để phiên bản này có vị đậm đà hấp dẫn trở thành món ăn hảo hạng bếp trưởng nói với sự sáng tạo ẩm thực của mình ngoài việc trang trí thêm lá vàng để nâng cao tính thẩm mỹ của món ăn giúp bát phở khác với những loại thông thường bài báo nhận định phở là một món ăn nổi tiếng nhất của việt nam Món ăn được ví như quốc hồn quốc túy xuất hiện từ các quán ăn bình dân tới cao cấp trên khắp dãy đất hình chữ S. Một bát phở thông thường sử dụng các nguyên liệu như bánh phở làm từ gạo, thịt thái mỏng và phần nước dùng được ninh ngọt từ xương bò và thịt. Để tăng độ hấp dẫn, người nấu bếp sẽ cho một chút rau thơm phủ lên trên. Nếu như bát phở thường thấy có giá từ 1,5 USD đến 3 USD, khoảng từ 35.000 đến 70.000 đồng, thì phở cao cấp tại tòa nhà cao nhất Việt Nam có mức giá cao hơn ít nhất 50 lần, CNN Travel mô tả. Hình ảnh tô phở trị giá 4 triệu đồng. Và bếp trưởng Lê Trung tin rằng anh đã sáng tạo ra bát phở hấp dẫn nhất thế giới. "Chúng tôi muốn đưa ẩm thực truyền thống lên một tầm cao mới với sự sang trọng và tinh tế, vượt qua ranh giới của ẩm thực Việt Nam", vị bếp trưởng chia sẻ. "Cái hồn của tô phở trong phiên bản nâng cấp chính là nước dùng." Đóng vai trò hoa quyện mọi hương vị của các nguyên liệu Đầu bếp giữ cách nấu truyền thống của phở Với xương ống, đuôi bò, nạm xương và xương gà Nên trong 48 giờ sử dụng gia vị quen thuộc Gồm gừng, hồi, quế Sợi phở là loại làm thủ công Phục vụ đối tượng thực khách đa dạng Do đó món ăn kèm phở có quẩy tươi Các loại rau thơm, giấm tỏi, tương ớt bắc, tương đen và tương ớt nam Ông Jorgen Guggenheim giám đốc bộ phận ẩm thực tại khách sạn cho biết tô phở này chính là món ăn đặc biệt tri ân các món ăn truyền thống. Tạm thời không có trong thực đơn cố định, phần lớn mang tính chất trình diễn. Thay vì bừng lên tô phở nóng hổi đã được chan nước dùng, thực khách sẽ ngồi tại bàn quan sát đầu bếp bao từng lá nấm truffle, giác vàng lên tô, gan ngỏng, thịt bò cũng được lần lượt xếp cẩn thận lên bánh phở. Khi chan nước dùng nóng hổi cũng là lúc mùi hương của các nguyên liệu trong tô phở lan tỏa. Hương thơm của nấm truffle tỏa đậm nhưng không lớn ác mùi nước dùng phở quen thuộc. Ông Guggenheim cho hay món phở này kể từ khi ra mắt đã tạo nên hiệu ứng lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù có nhiều luồng ý kiến về việc nâng cấp món phở truyền thống, lượng khách mới tìm đến nhà hàng thưởng thức ngoài sự mong đợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tô phở đắt nhất Việt Nam lên báo Mỹ có nên tiếp tục lưu giữ di hại ông Hồ Chí Minh. Ngày 30 tháng 8, một đài quốc tế tiếng Việt có bài bình luận về việc vì sao đảng Cộng sản Việt Nam không thực hiện di nguyện hỏa tán thi hài của ông Hồ Chí Minh dù đã qua 54 năm. Bài báo dẫn bình luận của ông Đinh Kim Phúc, cựu giảng viên bộ môn lịch sử trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh nhận xét những nước theo chế độ Cộng sản thì lãnh tụ rất quan trọng. Niềm tin vào lãnh tụ và biểu tượng của lãnh tụ là sức mạnh để tập hợp tất cả các lực lượng để mà chiến đấu cho cái khẩu hiệu đã đưa ra từ ban đầu. Mặc dù di chúc của ông Hồ Chí Minh là sau khi ông mất phải hỏa táng, nhưng mà một trong những lý do khiến ban chấp hành Trung ương Đảng lúc bấy giờ quyết định gìn giữ thi hại của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh là vì đồng bào miền Nam rất nhiều người chưa gặp mặt, chưa thấy tận mắt hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh bài bình luận trên AFA tiếng Việt bài báo trích di chúc của ông hồ chí minh rằng sau khi tôi đã qua đời trở nên tổ chức phúng điếu linh đình để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân tôi yêu cầu thì hại được đốt đi tức là hỏa táng tôi mong rằng cách hỏa táng sau này sẽ được phổ biến vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh lại không tốn đất ruộng khi ta có nhiều điện thì điện tán càng tốt hơn dù vậy, bài báo nhận xét, đến nay, lãnh đạo đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ vẫn chưa có ý định thực hiện di nguyện của ông Hồ. Bài báo dẫn thông báo số 351 của Văn phòng Chính phủ hôm 24 tháng 8. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ như Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp làm việc nhằm đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hại Chủ tịch Hồ Chí Minh bài báo dẫn quan điểm của tiến sĩ lịch sử olga tro chuyên viên nghiên cứu về hồ chí minh giải thích về việc các nhà nước cộng sản thường ướp xác và trưng bày thi thể lãnh tụ vì đảng và chính phủ của họ muốn duy trì di sản của chế độ những nhà lãnh đạo muốn thể hiện rằng họ là trung tâm của tôn giáo chính trị ở các quốc gia đó đảng phải giữ mối liên hệ giữa người sáng lập ra nhà nước xã hội chủ nghĩa việt nam và người dân đây là điều cần thiết để duy trì hệ thống xã hội chủ nghĩa trong khi tình hình đang thay đổi. Nhưng tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc duy trì mối liên hệ này. Chính phủ đã rất nỗ lực, họ yêu cầu các trường học, doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể tổ chức các buổi viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và như các tour du lịch cũng khuyến khích đến nơi này, hình ảnh ý chí của Đảng. Bà Olga cho biết sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, dư luận nước Nga đã bắt đầu đề cập đến chuyện chôn cất Lenin. Năm 2015, có đến hơn một nửa số người Nga khi được khảo sát đồng thuận với ý tưởng này. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga thậm chí còn phát biểu rằng đã đến lúc chôn cất Lenin. Trong khi đó ở Việt Nam, người dân thường thậm chí không dám thảo luận về việc có nên chôn cất ông Hồ Chí Minh hay không. Vì theo bà Olga, Việt Nam vẫn không thay đổi chế độ, ít nhất là trên lý thuyết do đó sẽ không an toàn nếu một ai đó ở trong nước ủng hộ chuyện an táng thi hại ông Hồ Chí Minh. Bài báo dẫn lời bình luận của ông Đinh Kim Phúc về ngân sách 286 tỷ đồng dự chi cho việc vận hành hoạt động lăng ông Hồ Chí Minh, cho rằng số tiền này không thấm vào đâu so với số tiền mà các quan chức tham nhũng gây thất thoát cho ngân sách. Theo tôi, suy nghĩ không nên đặt vấn đề chiếm bao nhiêu trong tiền thuế của nhân dân, mà chúng ta phải thấy rằng việc bảo quản thi hại có giá trị để phát huy tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng đất nước Việt Nam mới là quan trọng. Tôi cho rằng trong những bài phát biểu những mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại thì cái quan trọng nhất là ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được tự do học hành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin có nên tiếp tục lưu giữ di hại ông Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm d